giới đang kêu gọi lan tỏa sự yêu thương, sẽ chia phòng gọi là học sinh tự bi để chống lại sự bạo lực phân biệt thì thầy. Vậy thầy có đánh giá như thế nào về sự cần thiết lan tỏa học sinh tự bi này? Từ thầy của Đức Phật ấy, có hai khái niệm rất là quan trọng cho việc xây dựng cộng đồng và phát triển hòa bình, đó là metta tức là tâm từ, karuna tức là tâm bi. Tâm bi được hiểu là thái độ cảm thông sâu sắc trước những bất hạnh, nỗi khổ, niềm đau và khó khăn của người khác. Còn tâm từ là thể hiện qua các hành động cụ thể để nhổ lên các nỗi khổ và niềm đau. Thì đây là chủ trương nhập thế rất quan trọng của đạo Phật. Theo đó, đó các tu sĩ gồm tăng ni và các Phật tử đó cần đi vào các công đức của cuộc đời để mang lại niềm an vui hạnh phúc như các giải pháp cho các vấn nạn khổ đau. Thì trong hơn một năm qua đó, khi đại dịch Covid-19 tàn phá toàn cầu, nhiều nơi xảy ra tình trạng hôi của, trộm cắp, bạo lực. Bên cạnh rất nhiều các cái bất ổn về kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, dân sự, pháp lý, tôn giáo. Thì lúc đó thì tinh thần từ bi được Phật giáo đề cao để kêu gọi hàn gắn vết thương khổ đau do Covid gây ra, xóa bỏ mọi ranh giới của địa dư, sắc tộc, quốc gia, tuổi tác, giới tính, để với nhau với cách là tình người. Từ bi của Phật giáo thì có được cái nội hàm sâu sắc đó. Như vậy thì trong bối cảnh ảnh hưởng của Covid trên toàn cầu, việc lan tỏa thông điệp từ bi của Đức Phật đó có ý nghĩa thời sự rất là quan trọng. Và tôi tin rằng là nếu tất cả những người tu học Phật thì có cam kết và quyết chí này đó, thì sự lan tỏa đó sẽ thành công một cách mỹ mãn và thành tựu như ý. Thưa thầy, người dân trên thế giới sử dụng vaccine từ bi này như thế nào? Nếu chúng ta dùng khái niệm y học vaccine để tạo ra hệ thống miễn nhiễm, thì vaccine từ bi đó nó sẽ giúp cho chúng ta miễn nhiễm hạnh thù. Hạnh thù nó có nhiều cấp độ. Nếu ở phạm vi nặng cố chấp thì dẫn đến tình trạng xung đột loại trừ một mất một còn. Ở phạm vi lớn là giữa liên minh này đối với liên minh khác, ở phạm vi nhỏ hơn là quốc gia này quốc gia khác, cộng đồng này cộng đồng khác, gia đình này gia đình khác, cá nhân này với cá nhân khác. Thế nên nếu tất cả chúng ta đều tự tập từ bi và trở thành một cái hệ thống vaccine, tức là mình phòng ngừa để không có bị tiêm nhiễm, để thói quen hận thù, hành động hận thù, thì tôi tin rằng đó là hòa bình đó dễ dàng được thiết lập một cách bền vững trên quả địa cầu này. Ở phạm vi đơn giản hơn đó, của tâm sân hận thì nó gọi là sự bực tức, sự quan trái, rồi sự không hợp tác, sự phá đám, rồi cái bánh xe, sự không tự hiểu công đức và nhiều các cái hành động để nói gây cản trở cho sự thành công hạnh của người khác. Thì vaccine từ bi tạo dùng cái khái niệm đi học này đó, thì nó sẽ có một cái ý nghĩa cải thiện xã hội, thay đổi theo một chiều hướng tích cực. Tức là trước đây có nhiều cộng đồng, nhiều quốc gia, nhiều con người không đội trời chung, không nhìn mặt nhau, hận thù nhau, ghét bỏ nhau, ám hại nhau. Thì nhờ thực tập từ bi như một loại vaccine đó, thì chúng ta buông bỏ được hận thù, đề cao tâm trọng lượng, bao dung quảng đại, tha thứ vô lãng vị tha, để tình thường được thiết lập và giá trị sống với chất lượng hạnh phúc đó, chắc chắn sẽ nằm ở với chúng ta.
Thầy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những hành động gì để lan tỏa phát sinh từ bi này? Thì trong năm 2020 đó, lãnh đạo Giáo hội Việt Nam đã kêu gọi trụ trì ở 18.000 mấy trăm ngôi chùa và hàng triệu người Phật tử ở trong nước hãy thương người như thương thân, tham gia vào các hoạt động cứu trợ thiên tai bão lụt ở các tỉnh miền Trung, cũng như là trao tặng quà miễn phí và các cái siêu thị miễn phí không đồng cho những người bị ảnh hưởng trực tiếp từ Covid-19, và phần lớn là những thành phần nghèo không thể tự xoay sở được. Như vậy cái sự lan tỏa của vaccine từ bi do Giáo hội Phật Việt Nam kêu gọi đó đã có những cái tác động rất tích cực, góp phần xoa dịu các nỗi khổ niềm đau của đồng bào Việt Nam. Và hiện nay thì đang trong giai đoạn thì giáo hội kêu gọi xây dựng các ngôi nhà chống lũ ở 7 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ Covid-19. Thế vì mặc dù ở Việt Nam chúng ta phòng chống Covid rất là thành công, nhưng mà sự lan tỏa tâm từ bi qua các hành động cụ thể vẫn tiếp tục diễn ra. Thì đó là sứ mệnh quan trọng của Đạo Phật, và nó sẽ không dừng lại sau khi Covid-19 kết thúc trên toàn cầu. Do đó cùng lan tỏa các thông điệp từ bi, sống với nhau một cách thân thiện, từ ái, chân thành, thương yêu, thì tôi tin rằng là quả địa cầu này nó sẽ trở thành là nơi đáng sinh sống hơn. Các nước nên làm thế nào để vaccine này ngày càng được lan tỏa sâu rộng và có hiệu quả hơn hiện nay? Hiện nay thì có 200 mấy chục quốc gia vùng lãnh thổ chia ra 5 châu lục theo các cái tôn giáo khác nhau. Đối với cộng đồng Phật giáo đó thì có khoảng 800 triệu người trên toàn cầu. Từ và bi đó là hai phẩm chất cao quý được xem là không nên bị giới hạn về phương diện không gian, thời gian, và không bị cản trở bởi sự khác biệt của chủng tộc, tôn giáo, cộng đồng, giới tính và tuổi tác. Cho nên là tôi tha thiết các quốc gia nơi nào có tăng ni và Phật tử đó, thì hãy nỗ lực hết mình để dùng khái niệm y học gắn kết với tính thời sự vaccine từ bi để kêu gọi mọi người lan tỏa các thông điệp tương thân tương ái để giúp cho mọi người vượt qua các nỗi khổ niềm đau mà trong giai đoạn khi họ bị tác động trực tiếp bởi Covid toàn cầu hay là những tình trạng khổ đau khác, không tự mình giúp đỡ được chính mình thì cần phải có được cái sự trợ giúp của cộng đồng một cách nhanh chóng và kịp thời, để các nỗi khổ niềm đau đó không tàn phá nhiều hơn nữa, không gây tổn thất nhiều hơn nữa, không tạo ra nhiều hậu quả xấu nữa cho những người cư dân toàn cầu. Cho nên các thông điệp đó cần được sự tương tác của lãnh đạo tôn giáo, lãnh đạo xã hội, lãnh đạo dân sự và các tổ chức và tập đoàn chung. Còn với tư cách là tăng ni và Phật tử đó, thì những người tu học Phật của chúng ta đó hãy nỗ lực hết mình. Ai có con cháu người thân sống ở nước ngoài thì hãy cùng nhau làm công việc lan tỏa phẩm chất từ bi, từ tư duy cho đến hành động và các việc làm cụ thể.